cộng đoàn của chúng ta làm gì phải canh như vậy, tôi để tôi gì mà các bác cho mọi người nghe. Con ở nhà ăn sao chứ, mà con đi mình không như quê nắng thôi chứ. Còn đến nay là 7 ngày rồi mà cầu vượt từ con rồi còn thuê cái xe này 7 ngàn. Thì trong ngày là còn muốn vào chúng ta ứng mà họ ghé không cho vào được. Con là bạch bê về gòn con được là con được xây gòn à. Rồi con nói cầu ơi, chưa đi được mà có chưa trả ứng ca được. Con bị bệnh gì? Chưa trả ứng ca chưa? Con bị bệnh gì? Thì ta con bị ứng thư hạch thế ra. Cũng thứ hạch thế nha. Bao nhiêu năm rồi? Được 10 năm rồi nha. Được 10 năm rồi. Ông Thư được 10 năm rồi. Thấy tích cực không? Tích cực chứ. Cái người mà có khi thì ông Thư còn 10 năm rồi chứ à. Thế ra ông Thư 10 năm rồi đó là nha. Ta thấy vậy mà còn gì để gắn cái gì khác không? Tập tích cực như vậy, ông Thư được 10 năm rồi. Bây giờ con đã được ơn Chúa như thế nào? Nói vắn gọn cho người có được quên gì? Con nên mình ra ung thư là thì bản sinh con xin chỉ hơn. Chỉ hơi là... Có được hơn sao? Thì là con kia ra ăn rồi là 6 mũi ạ. Mà tôi 6 mũi sống là kia họ có một quý ba được. Kia ra ở nói bà thì về thì 35 mũi. Con mới là thì được 8 mũi. Là tự nhiên nó phụng gọt đấy ạ. Thì con đã đỡ chưa? Thì ở mỗi đoạn thì con thôi ạ. À, vậy con khỏe chưa? Khỏe ạ. Một thời gian con cũng năm tháng con cũng điều trị được. Là nó bắt lại. Nói rồi tổng đoàn ra cha rồi đi. Hạch từng tâm ra như cái nho, từng nho ra nè. Là nói từ bà vô xả thị cũng thú biết. Là con vô xả thị nắm lên. Là cuối cùng con chứa không đi. Là tôi cứu hai thượng hải với chúng chi là thượng sống ở đảo truyền quê ngay. Là bác sĩ nói là tự nhiên là con thấy cái đài trà nói chỉ hơn cái đài chị này hay nói cho đi nghe hồn ấy bà vô cho đông ánh đi vô cho đông về đây bà có xin số trả trà đông không là nói có tôi thẳng trong này còn hay bắt xe hay là nhắn tin với cha là một giờ chiều nhắn tin với cha. À, một chiều mãi là cường nắm ngay nó con nằm thấy cái bụng là sẹp chân dạ nó còn nói là con nói bác sĩ hơn à, thưa bác sĩ là cho bà có cái hồ sơ bà đấy ông tự nhiên là cái bụng bà sẹp mà nhẹ lắm nên bác hướng dẫn hồ sơ bác coi mấy cục hạch nó còn không bác coi bác nói là trần thị tính dư hạch cả có bạn nó tiêu rồi không có cái gì nữa. Có phải lúc bạn nặng nhất là những cái cục hạch trên người chị ấy nổi lên chứ nó là như những chùm nhỏ anh chân nghĩ thử coi hạch trong người mà nổi như những chùm nhỏ thế trên nghĩ có như thế nào và bụng thì trương phình lên rồi chị lại nhận được một cái đài ai là người cho chị cái đài này người ta đang cho con này để trả con rồi rồi thì chị nhận được một cái đài này. Chị biết đây là phước sức của Chúa và chị nhắn tin xin cầu nguyện Chúa ra tay mà bác sĩ cũng phải ngạc nhiên là cái bụng của chị xẹp xuống và bây giờ cục hạch nó lặn hết rồi mà chị lặn lộn vào đây để chia sẻ và làm chứng cho lòng phước sức của Chúa. Xin chúc chị ra về bình an mạnh khỏe và tiếp tục quan truyền lòng phước sức của Chúa cho mọi người. Thưa anh chị em còn nhiều lắm, còn đây bên bao nhiêu người đang muốn lên để mà chia sẻ làm chứng cho lòng phước sức của Chúa. Nhưng chúng ta không còn thời giờ nữa. 40 ngày tập tinh tâm, hay là 40 ngày.